hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau review Vespa GTS Super nhà Piaggio nha. Đầu tiên là cho mình gửi lời cảm ơn đến các bạn đã đồng hành cùng với kênh Sĩ Phố Review, hay viết tắt là XPR của mình nha. Quý anh chị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như là bật thông báo, để lại like và comment để cho mình có các cái động lực để ra thêm các cái video mới về các em xe nhà Piaggio mà hiện mình đang sử dụng, cũng như là các cái thông tin công nghệ thú vị nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì hôm nay nhân vật chính của chúng ta chính là em Khủng Long GTS này nha mọi người. Khủng Long là cái nickname vui mà mình đặt cho em Vespa GTS này lúc mà lần đầu tiên mình ngắm nhìn em nó đó, trong lúc mà đi rước xe về cho ba mình. Thì mình biết các bạn sẽ quan tâm tới cái việc là liệu chiếc xe này có đáng để xuống tiền hay không, và liệu bạn có phù hợp với chiếc xe này hay không nữa. Thì để trả lời hai câu hỏi này sẽ là cái mục tiêu của video hôm nay nha mọi người. Nhưng mà trước hết chúng ta hãy cùng soi chi tiết Vespa GTS 150 này nha mọi người, cũng như là cập nhật một số thông tin tổng quát về nó. Thì đầu tiên là về cái phần giá lăn bánh đi. Thì cái này là tùy thời điểm nha các bạn. Mình rước em nó vào cái dịp trước Tết Nhâm Dần là khoảng đầu tháng 1 năm 2022. Lúc đó là đã hết chương trình khuyến mãi 4 triệu từ hãng, giống như lúc mình mua Medley và Vespa Spring vào tháng 12 năm 2021. Cho nên là giá sau khi mà luôn giấy tờ và lăn bánh cho phiên bản GTS Super 150 này, lúc mình mua là 129 triệu nha mọi người. Thì với cái mức giá này, mình thấy giá trị nhận lại nó đáng tiền, không giống như là con SH bị đội giá, giá cả trên quá là cao so với cái độ hoàn thiện. Thì với tầm gần 130 triệu, tức là ngang với một số phiên bản SH được bán ra trên thị trường cùng thời điểm, chúng ta hãy cùng xem là chúng ta nhận lại được gì khi rước em Vespa GTS này nha. Thứ nhất thì vẫn là khung thân xe được làm từ thép dập, và cái mà không con xe nào, tay ga nào khác có được chính là cái phần áo bằng thép dập này nha mọi người. Cùng với quy trình sơn tĩnh điểm 3 lớp, thì nhìn cái nước sơn khi mà nó lên á là mình mê mệt luôn các bạn ạ. Về ưu điểm của khung xe làm từ thép, nó tạo cái cảm giác cao cấp như là xe hơi. Ngoài ra, chắc chắn là với cái khung thép như vậy thì nó sẽ gia cố cái sự chắc chắn khi chúng ta vận hành. Đặc biệt là ở nước ngoài đó, khi mà mọi người có cái nhu cầu đi highway là cao tốc nhiều á, thì mọi người rất là ưu tiên để chọn Vespa GTS. Hơn nữa như mà ai đi con SH lâu á, như mình á, đã trải qua á, thì sẽ biết là cái lớp áo ngoài đi lâu nó rất là ợp ẹp và nó bị rơ, dẫn đến kêu một số bộ phận. Thì khi lên cái con GTS khung thép dập này thì chẳng còn gì để mà rơ kêu các bạn, chỉ còn lại sự chắc chắn và liền lạc. Ngoài ra khi nói về xe chắc chắn không bị rơ kêu, thì ngoài cái phần vỏ ra thì chúng ta sẽ nói đến một phần còn lại. Cái trải nghiệm tốt như vậy nó sẽ đến từ cái độ hoàn thiện cũng như là các cái chất liệu khác tạo nên chiếc xe nó rất là cao cấp. Mình nhấn mạnh là nó tạo cho chúng ta cái cảm giác rất là cao cấp khi nhìn vào cũng như là sờ chạm nha các bạn. Các chi tiết nút bấm thì nó rất là liền lạc, các cái khớp nối phần đèn xe rất là ăn khớp, hài hòa với nhau, không chê vào đâu được. Các cái bộ phận viền inox thì chắc chắn và tạo cảm giác rất là cao cấp luôn nha mọi người. Xét về độ hoàn thiện ở cùng mức tiền, về cái độ chỉnh chu hay là trau chuốt, về mức độ sang trọng, quan điểm cá nhân của mình là con SH nó thua xa nha mọi người. Cũng ở mức tiền này thì trang bị xe cũng ngập tràn luôn nha mọi người. Kể ra thì như là đèn led 2 tầng trước và sau, đặc biệt là ở cái led sau thì nó rất là nét lắm luôn nha mọi người. Xe được trang bị full ABS 2 kinh trước và sau. Thì cái ABS là cái hệ thống chống bó cứng phanh khi bạn đi tốc độ cao, và đặc biệt là những con xe có khối lượng nặng và cao như con Vespa GTS này, thì nó sẽ tránh hiện tượng chúng ta phanh gấp khi chạy tốc độ cao và té ra đường. Thì khi được đối với mình nha, thì cái trang bị ABS này là đã là tiêu chuẩn rồi, cho nên khi mọi người mua xe phân khối mà từ 150 trở lên cũng như xe to, mọi người lưu ý nha. Ngoài ra thì xe cũng được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo Traction Control, cũng như là trang bị một cái cục máy với động cơ iGas mới của nhà Piaggio và đi kèm với cái hệ thống làm mát bằng dung dịch nha mọi người. Nói đến đây thì về cái động cơ iGas mới, chính là cái động cơ mà cũng được trang bị trên chiếc Medley và chiếc Vespa Spring thế hệ mới mà mình đã có review trong những video trước, mọi người có thể xem lại ở đây nha. Thì cái ưu điểm của cái động cơ này chính là nó giảm tiếng ồn khá là nhiều, nó cũng cải thiện rất là tốt cái khâu tiêu tốn nhiên liệu. Đặc biệt là với cái khả năng làm mát bằng dung dịch mới trên con GTS này á, thì nó thay thế cho làm mát bằng quạt ở thế hệ trước. Chính vì vậy mình nghĩ rằng là nó cải thiện rất là nhiều cái vấn đề khí hậu ở Việt Nam nha các bạn. Thì nó sẽ khắc phục được các cái sự cố về tình trạng quá nhiệt dẫn đến tiêu tốn nhiên liệu hoặc là xe bị tắt máy ở như cái thế hệ trước. Về mức tiêu tốn nhiên liệu nha,
thì đứng ở góc độ người dùng đi, thì chúng ta ít khi đo lường chính xác bằng số liệu hoặc là thống kê, mà thường chúng ta dựa vào cái thói quen đi lại cũng như là cái cảm nhận của mình. Thì ba mình thì về hưu mà ba mình đi chính con xe này, cho nên là cái con xe này đó, cái cung đường của nó chủ yếu là đi lại ở nhà mình tới những cái quán cà phê gần nhà, rồi đưa em mình đi học, hành trình cũng khá là tương đối ổn định. Thì quan điểm của ba mình khi mà gắn bó với em đó đó, thì ba mình nhận xét là cái mức tiêu tốn nhiên liệu nó chả khác gì với con SH trước đây. Thì mình cũng có đi xe, mượn xe này và đi, thì cái cảm giác của mình cũng đồng quan điểm với lại ba của mình nha các bạn. Như vậy thì tóm lại là nếu như cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà bạn nào sẵn sàng chấp nhận chi cho khi các bạn đi con SH á, thì đối với cái con GTS này nó cũng ok nha các bạn. Bạn chấp nhận được mức tiêu thụ của SH thì các bạn có thể chấp nhận được mức tiêu thụ của GTS thôi ha các bạn. Thì mình nghĩ là cái sự tiêu tốn nhiên liệu nó được cải thiện khá là nhiều như vậy là nó đến từ, như mình nói rồi, là cái hệ thống làm mát mới cũng như là cục động cơ iGas ha mọi người. Ok, như vậy thì tóm tắt lại đi, thì với cái mức giá lăn bánh đâu đó tầm gần 130 triệu khi các bạn lắp đồ chơi vào nữa thì nó sẽ hơn, thì các bạn sẽ nhận lại một con xe với cái thiết kế đặc trưng có giá trị lịch sử từ Vespa, cũng như là cái chất liệu và độ hoàn thiện xe thì rất là xuất sắc. Mình nhấn mạnh là cái từ xuất sắc luôn nha mọi người. Động cơ mới thì đã được cải thiện và các trang bị công nghệ không thua kém ai, thì mình thấy cái giá này là nó vô cùng là hợp lý nha mọi người. Tiếp theo là mình muốn dành một ít thời gian để chia sẻ quan điểm của mình về cái thiết kế tổng thể của con xe này trong một cái phép so sánh với lại là Vespa Spring. Tại vì sao mình có cái phần này? Bởi vì đối với mình là những cái người chơi Vespa thì không ai là không yêu thích cái nét đặc trưng, cái vẻ đẹp ở ngoài của những con xe Vespa của mình. Thì đó lý do mình đưa vào cái phần mà mình suy nghĩ về thiết kế của Vespa nha mọi người. Thì ở con Spring á, với cái sự đẹp của nó phản ánh ở cái giá trị cổ điển nhưng một cách rất là trau chuốt và có phần là điệu đà hơn. Có lẽ là do cái phân khúc khách hàng người ta hướng đến là nữ nha mọi người. Các bạn có thể thấy những cái điều này thông qua cái đường nét từ thân xe cho đến các cái chi tiết inox rất là bóng, rất là sang chảnh nha mọi người. Còn cái đẹp của con GTS Super này nó phản ánh ở giá trị nguyên bản của những con xe Vespa đời đầu. Thì câu chuyện là những chiếc Vespa đời đầu tiên được sinh ra dưới mục đích là để tái thiết lại nước Ý sau Thế chiến nha mọi người. Trước một nước Ý đang là đổ nát sau chiến tranh do bom mìn nha mọi người. Thì nó đòi hỏi một cái phương tiện cho phép người dân Ý di chuyển hàng ngày trong cái bối cảnh đó. Nó đòi hỏi sự linh hoạt nè, chắc chắn và an toàn. Đó là lý do mà khi các bạn thấy những con Vespa đời đầu ở châu Âu, mình sẽ chèn thêm một số hình ảnh ở đây cho mọi người dễ liên tưởng ha, thì nó có nét gì đó rất là khủng long và nòi đồng cối đá, nó rất là chắc chắn. Thì thế hệ Vespa hiện đại ngày nay thì con GTS này nó phản ánh những cái giá trị nguyên bản đó nha mọi người. Ví dụ là gì? Mời các bạn xem cái phần mâm của em nó. Thay vì một cái cặp mâm xe bóng bẩy như chiếc Spring đi, thì mâm của GTS nó rất là cứng cáp, nó giản dị và nó đậm chất Vespa nguyên bản. Ví dụ là hai phần viền inox, thay vì trang bị inox bóng điệu đà thì con GTS này nó lại là inox mờ nè mọi người, tạo cái cảm giác chút gì đó nòi đồng cối đá hơn nha, nhưng mà theo cái nghĩa tích cực nha mọi người. Thì với mình cái giá trị của con xe GTS chính là nó mới thực sự là hậu duệ của những con xe Vespa nguyên bản nhà Piaggio nha mọi người. Kết luận lại, câu trả lời cá nhân của mình là liệu Vespa GTS 150 phiên bản ABS thì có đáng để xuống tiền hay không? Thì mình xin trả lời là rất xứng đáng để xuống tiền. Tuy nhiên không phải ai cũng sẽ phù hợp nha mọi người. Thì vì sao mình nói như vậy? Bây giờ nha, là trường hợp bạn rất là giàu và chi tiêu thoải mái. Bạn thích con khủng long GTS này nha, và bạn mua nó về, bạn cày, bạn đi thoải mái, không suy nghĩ gì nhiều, đi lại hàng ngày với con Honda Lead hay là con SH chẳng hạn đi. Thì nếu nó chày và nát quá thì bạn bán và mua con khác, thì ok, chúng ta sẽ không cần suy nghĩ gì nhiều ở cái mục này hết. Tuy nhiên với mình là Vespa nó đẹp nằm ở cái sự giữ gìn xe. Khi chúng ta có một con xe với thiết kế đặc trưng, mà cái gì nó càng đẹp, nó càng đặc trưng, thì khi dính tì vết và trầy xước thì chắc chắn là mình nhìn nó sẽ mau chán lắm đó các bạn. Vậy nên với mình á, thì Vespa GTS sẽ phù hợp với những ai quan tâm xe một xíu. Không cần các bạn hiểu biết về máy móc gì nhiều như là chơi mô tô phân khối lớn. Chỉ cần là cái người đi xe đó thì nên chăm chút cẩn thận cho con khủng long GTS này một xíu. Còn nếu bạn không quan tâm đến thì sẽ hơi khó nha mọi người. Và quan điểm cá nhân của mình á, là bạn mua xe này về đi cày thì cũng được, nhưng mà mình nghĩ nó không có thích hợp lắm. Tiếp theo là mình gọi nó là khủng long là do nó to lắm nha các bạn. Nó nặng hơn SH đó.
và khó mà kéo yên xe hoặc là xoay xe nếu như bạn cao dưới 1m7 và thể lực trung bình nha mọi người. Vậy nên để lấy đi cày hàng ngày ở địa hình Việt Nam đông đúc và chật chội thì các bạn sẽ gặp khó khăn hơn so với những con xe khác. So sánh trực tiếp đi, là với con Mesley thì mình nghĩ con Mesley nó vẫn xoay trở dễ dàng hơn vì bề ngang của nó vẫn hẹp nha mọi người. Thì có một câu chuyện như vậy là có một lần nhà mình đi ăn ở một cái quán kia kìa, thì các bác bảo vệ không có hiểu được cái tính chất khó khăn khi xoay trở con xe này và đánh giá thấp nó về cái trọng lượng cũng như là cái di chuyển nó. Cho nên là bác này tính là xoay con xe nha các bạn, và xém một tí nếu như mình không chụp kịp là cái con xe này nó đi đời rồi nha mọi người. Tiếp theo là xe này đi hai người nha, thì cái chỗ để chân nó sẽ hơi khó nha các bạn, ngay cả khi là mình lắp thêm phụ kiện để đưa đồ gác chân nó đưa về phía sau nhiều hơn thì khi chạy thỉnh thoảng mình vẫn quẹt vào cái gác chân sau đó. Vì nên chúng ta cần cái thời gian, cần cái sự quen và cái sự hiểu ý xe, cũng như là các bạn không có thể chạy ẩu được nha mọi người. Thì mình cũng không hiểu là vì sao cái phần thiết kế cái gác chân sau của hãng Vespa nó luôn luôn gây một cái sự gì đó hơi là tranh cãi ở đây ha các bạn. Vậy với những cái yếu tố trên, mình nghĩ là Vespa GTS 150 hoặc là 300 nó hoàn toàn xứng đáng đồng tiền, nhưng sẽ phù hợp nhất dành cho các cái trường hợp chẳng hạn như là bạn đã có một con xe đi cày và bây giờ bạn mua thêm GTS để thỉnh thoảng là đi chơi hay là đi phượt xa thì cái này rất là ok nha mọi người. Hoặc là trong trường hợp mà công việc của bạn nó cho phép các bạn chủ động được cái thời gian và địa điểm làm việc, hay là nhu cầu đi lại của các bạn nó ít hơn mức trung bình. Thì như trong trường hợp của ba mình đi, thì ba mình đã về hưu và ba mình chăm xe thì thôi rồi nha, mình không bằng một gốc luôn nha các bạn. Thì nhu cầu đi lại của ba mình chỉ là xoay quanh các cái địa điểm cố định, và ba mình thì có sự chủ động chọn lựa được những cái địa điểm có bãi để xe thông thoáng, không có chen chúc. Tuy nhiên vì ba mình kỹ quá thì đôi khi đi chơi khó kiếm chỗ để xe nha mọi người. Nhấn mạnh là do ba mình kỹ quá, chứ mình thấy là kỹ quá thì cũng không cần thiết. Bạn chỉ cần cẩn thận cho em nó một chút xíu là được. Về cái phần bảo trì bảo dưỡng cũng như là lắp đồ chơi cho xe như thế nào đó, bao nhiêu tiền, hoặc là có đáng không, hoặc là chúng ta nên lắp loại nào đi, thì hẹn các bạn trong một video sau nha. Hy vọng với những thông tin mình chia sẻ sẽ giúp cho các bạn có được một cái quyết định nó chính xác nhất nha mọi người. Mong là mọi người hãy giúp mình đăng ký kênh cũng như là bật thông báo, like và để lại comments để mình có những cái động lực để ra những cái video nhiều hơn trong quá trình mình sử dụng Piaggio Medley nè, Vespa Spring hoặc là Vespa GTS nha mọi người. Cảm ơn các bạn. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người.